Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, 23 tháng 11 năm 2023 là lễ tạ ơn Thanksgiving tại Hoa Kỳ. Thông thường trong ngày lễ tạ ơn thì gia đình của chúng ta cùng với bạn bè thường quây quần bên những bàn tiệc với những con gà tây nướng to đùng thơm phức, rồi có bánh trái, có hoa quả vân vân và chúng ta thường gửi tới nhau những lời cảm ơn mà trong suốt một năm qua chúng ta quên hoặc là không có cơ hội nói với nhau nhân dịp hôm ngày hôm nay ngày lễ tạ ơn thay mặt ban giám đốc và toàn thể anh chị em của đài Sài Gòn TV chúng tôi xin gửi tới quý vị khán giả một mùa lễ tạ ơn thật ấm áp, thật hạnh phúc và thật bình an. Và cũng nhân đây, Sài Gòn TV xin chân thành cảm ơn tất cả các quý thân chủ đã bảo trợ cho đài trong suốt thời gian qua, cũng như là những quý khách đã yêu thương và quan sát, theo dõi đài Sài Gòn TV với những chương trình tin tức cũng như là những chương trình của đài trong từng ngày. Và tất cả quý khán thính giả gần xa và cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở California cũng như trên toàn thế giới, một lần nữa xin cảm tạ quý vị và kính chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn thật ấm cúng và hạnh phúc. Và sau đây là chương trình tin tức của chúng tôi, xin kính mời quý vị theo dõi chi tiết của các bản tin trong ngày. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ khu vực Trung Á. Azerbaijan cáo buộc là nước Pháp thúc đẩy chiến tranh thông qua việc bán vũ khí cho Armenia. Tổng thống của Azerbaijan là ông Iham Ilayev mới đây cáo buộc rằng nước Pháp đã tạo điều kiện để các cuộc chiến tranh mới xảy ra ở khu vực Nam Kapka thông qua việc cung cấp vũ khí cho Armenia. Vào tháng trước, chính phủ Pháp cho hay họ đã phê chuẩn các hợp đồng mới để cung cấp các trang thiết bị quân sự cho Armenia, là quốc gia láng giềng bất hòa của Azerbaijan trong bối cảnh đó tổng thống Aliyev đã lên án paris một cách đã gây gắt thông qua bài phát biểu tại một hội nghị về phi thực dân hóa ở thủ đô baku của azerbaijan ông nói như sau thông qua việc trang bị vũ khí cho armenia quốc gia này tức là nước pháp thực hiện chính sách quân phiệt khuyến khích các lực lượng phục thù ở armenia và chuẩn bị nền tảng để khơi mào các cuộc chiến tranh mới tại khu vực của chúng tôi Trước những cáo buộc này, một nguồn tin ngoại giao của Pháp cho hay, chính phủ Pháp cùng với các quốc gia tại châu Âu và Hoa Kỳ đang cố gắng hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại khu vực Nam Kapka dựa trên các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và biên giới của nhau. Armenia và Azerbaijan đã xảy ra hai cuộc chiến trong ba thập niên qua Thế nhưng, ông Aliyev đã giành được chiến thắng lớn vào tháng 9 khi lấy lại quyền kiểm soát đối với vùng Nagorno-Karabakh của Azerbaijan, nơi mà những người gốc Armenia chiếm đa số tuyên bố ly khai từ đầu những năm 1990. Hơn 100.000 người gốc Armenia ở khu vực này đã chạy sang Armenia kể từ tháng 9 Azerbaijan hiện nay đang ở vị thế vững chắc để bảo đảm một thỏa thuận hòa bình có lợi cho họ trong cuộc đàm phán với Armenia và ngày càng cứng rắn hơn với các quốc gia phương Tây, đặc biệt là với Pháp và Hoa Kỳ, những quốc gia có cộng đồng người Armenia đông đảo và có thiện cảm với Yerevan. Thưa quý vị, Israel cho gọi đại sứ trở về nước bởi vì Cộng hòa Nam Phi đòi truy nã thủ tướng Netanyahu. Chính phủ của Israel vừa cho gọi Đại sứ Eliav Belosakovsky trở về nước để tham vấn sau khi Cộng hòa Nam Phi kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt quốc tế với Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì các vụ bắn phá ở dài Gaza. Cộng hòa Nam Phi từ lâu nay giữ quan điểm phê phán chiến dịch quân sự của Israel rất mạnh mẽ và Bộ trưởng Khumbozo Nashavani, người làm việc ở phủ Tổng thống Nam Phi, đã viết ở trên trang mạng X rằng nếu như không phát được lệnh bắt thủ tướng Israel thì đó là một thất bại của chính trị toàn cầu. Cộng hòa Nam Phi sắp chủ trì một hội nghị trên mạng của nhóm BRICS gồm có Nga và cả Trung Quốc để bàn về chiến tranh Israel và Hamas. Cuộc họp sẽ do Tổng thống Nam Phi là ông Cyril Ramaphosa làm chủ tọa để nhằm tạo ra đồng thuận cho khối BRICS lên tiếng chung về cuộc xung đột diễn ra ở giải Gaza sau cuộc tập kích vào lãnh thổ của Israel của phe Hamas vào ngày 7 tháng 10 vừa qua khiến cho giết chóc thảm khốc dân thường và bắt cóc đến hàng trăm con tin. Nghị viện Cộng hòa Nam Phi dự kiến sẽ có cuộc bỏ phiếu về chuyện có buộc Israel đóng luôn tòa đại sứ của họ và tạm ngừng mọi quan hệ ngoại giao hay không sang qua nước Nga. Phía Nga thông báo là họ đặt hỏa tiễn nguyên tử mới ở Kaluga. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 22 tháng 11 cho hay, nước Nga đã đặt một trái hỏa tiễn đạn đạo suy lục địa có tên gọi là yas loại mới ở căn cứ Koyars thuộc khu vực Kaluga phía tây nam của thủ đô Moscow. Nước Nga mô tả loại hỏa tiễn này được chế tạo vào những năm 2000 và có khả năng mang theo nhiều đầu đạn nguyên tử, là một trong những loại vũ khí mới có khả năng xuyên thủng lá chắn hỏa tiễn được Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ sử dụng. Trung đoàn Kojev, nơi mà loại hỏa tiễn mới này được đưa vào hầm chứa, là đơn vị đầu tiên trong lực lượng hỏa tiễn chiến lược của Nga để bắt đầu nâng cấp loại hỏa tiễn Yars phóng đi từ các hầm chứa. Loại hỏa tiễn này ban đầu được lắp đặt tại các trung đoàn khác nhau dưới dạng phiên bản cơ động. Hoa Kỳ nghi ngờ nhóm Wagner toan tính cấp hệ thống phòng không cho Iran hoặc là Hezbollah. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nghi ngờ rằng tập đoàn quân sự Wagner có ý định cung cấp hệ thống phòng không cho Iran hoặc là Hezbollah ở Lebanon trong nỗ lực hợp tác chưa từng có, Ông Kirby cho hay, Hoa Kỳ đã nhận thấy mối hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Nga và Iran. Lưu ý, việc Tehran có thể đang chuyển bom trên không và đạn pháo sang Nga để sử dụng tại Ukraine. Iran có thể đang chuẩn bị tiến thêm một bước nữa trong việc hỗ trợ cho Nga. Và đồng thời, ông cho biết thêm là Tehran đang xem xét cung cấp cho Nga các tên lửa đạn đạo hiện nay đang được sử dụng ở Ukraine. Theo viên chức Hoa Kỳ này, thì Iran đang cân nhắc cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga để đổi lấy đề nghị hợp tác quốc phòng chưa từng có với Tehran, bao gồm có cả điện tử tên lửa và phòng không. Ông Kirby khẳng định Hoa Kỳ sẽ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động chuyển giao thiết bị quân sự và cam kết hoạt chỉnh đốn sẽ đáp trả lại bằng những biện pháp trừng phạt. Ông Kirby cũng cho biết là Iran sẽ phải đối mặt với những lệnh trừng phạt mở rộng bởi vì đã hỗ trợ cho cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine và cảnh báo rằng mối quan hệ quốc phòng đang phát triển giữa Iran và Nga không tốt cho người dân Ukraine và không tốt cho khu vực Trung Đông. Hiện nay trên phía Nga và Iran cũng như là nhóm vũ trang Hezbollah vẫn chưa có phản hồi gì về cáo buộc này của phía Hoa Kỳ. Vì liên quan tới mối nguy cơ bùng nổ bạo lực tại Miến Điện, bởi vì trong một tháng qua đã có hơn 70 người thiệt mạng. Chính quyền quân sự Miến Điện chưa bao giờ đối diện với những thách thức và lớn như vậy kể từ khi các cuộc nổi dậy diễn ra. Các cuộc giao tranh có thể càng đẩy Miến Điện dấn sâu hơn vào sự bất ổn và bạo loạn. Mới đây, Bộ Ngoại giao của Trung Cộng cho hay, Trung Cộng đã tạo điều kiện cho những thường dân của Miến Điện đang tháo chạy khỏi các điểm nóng xung đột có thể quá cảnh vào đất nước Trung Quốc. Cuộc xung đột giữa quân đội chính quyền Miến Điện với các nhóm vũ trang dân tộc ở tiểu bang Shan, giáp biên giới với Miến Điện và Trung Cộng, đang có nguy cơ lan rộng và trở thành điểm nóng mới, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Liên minh huynh đệ gồm có đội quân dân tộc Akagan, rồi đội quân liên minh dân chủ quốc gia Miến Điện, kể đến là quân đội giải phóng dân tộc Tarang, đã phát động cuộc tấn công tại các tiểu bang như tiểu bang San, phía bắc của Miến Điện, gần biên giới với Trung Cộng. Liên minh huynh đệ nói trên, sau đó đã thông báo họ chiếm được một số đồn quân sự và những con đường huyết mạch nối liền Miến Điện với Trung Cộng, trong khi quân đội Miến Điện đáp trả bằng các cuộc oanh tạc. Đáng chú ý nhất Cuộc nổi dậy của Liên minh huynh đệ nói trên dường như đã tạo ra một phản ứng dây chuyền. Theo nhận xét của ông Thomas Kin, là một chuyên gia về Miếng Điện tại tổ chức phi chính phủ chuyên giám sát các cuộc xung đột toàn cầu International Crisis Group. Báo chí của quốc tế nhận định rằng, quân đội Miếng Điện đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất kể từ tháng 2 năm 2021 là thời điểm mà họ lên nắm quyền kiểm soát Miến Điện sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân sự và bắt giam các nhà lãnh đạo của Miến Điện, bao gồm bà ông San Kyi. Hiện nay, chính quyền quân sự Miến Điện đang chịu áp lực từ nhiều cuộc vây hãm khác nhau tại các tiểu bang như Sagaing, Chin, Mon, Kachin và Kayin. Ở tại Thụy Điển, một thành phố của quốc gia này khuyến khích người dân hãy chào hỏi nhau để bớt cô đơn. Theo tường thuật của tờ báo The Guardian cho biết, giới chức ở thành phố Lulia ở miền bắc của Thụy Điển gần đây đã cho khởi động một chiến dịch để nhằm giúp cho cư dân ở tại thành phố này phần nào bớt đi nỗi cô đơn trong mùa đông. Chiến dịch có tên là Sarkhage, tiếng Thụy Điển có nghĩa là nói xin chào. Những người tổ chức chiến dịch Sarkhage cho biết mục đích đó là tạo ra một thành phố thân thiện hơn bằng cách thúc đẩy mọi người hướng đến những tương tác xã hội nhỏ nhưng có ý nghĩa. Quảng cáo đã được chạy trên xe bus và các buổi hội thảo được tổ chức ở trường học để quảng bá cho chiến dịch này. Nghiên cứu gần đây cho thấy là 45% người ở trong độ tuổi từ 16 đến 29 tuổi ở thành phố Lulia đang gặp vấn đề do cô đơn. Trong số những người từ 85 tuổi trở lên thì tỷ lệ này thấp hơn nhiều, 39% ở phụ nữ và 26% là ở nam giới. Ông Michael Dallin, giáo sư về an sinh phúc lợi và hạnh phúc ở tại trường kinh tế Stockholm nói rằng trong khi sự cô đơn, đặc biệt là giới trẻ là một vấn đề toàn cầu, thì có lẽ Thụy Điển với mùa đông tối tăm và lạnh lẽo thì họ nhận thức rõ ràng hơn về sự cô đơn này. Bà Isa Koski, người làm việc cho thành phố Lulia đã nảy ra ý tưởng về chiến dịch Sarkhej. Bà muốn thành phố này, nơi vốn đang trải qua thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng, khi cố gắng thu hút hàng chục ngàn cư dân mới đến để làm việc ở trong ngành công nghiệp xanh và các ngành dịch vụ khác. Bà muốn thành phố này không trở nên rời rạc hơn nữa Người dân Thụy Điển có truyền thống giữ khoảng cách đáng kể giữa các cá nhân ở trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Và từ việc định hướng lối đi ở trong siêu thị cho đến việc chờ nhau ở tại trạm xe bus. Do đó, trong thời kỳ đại dịch COVID-19 thì nhiều người đã nói đùa rằng chuyện giãn cách xã hội không có gì lạ đối với người dân Thụy Điển. Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội cuối năm, các khu chợ giáng sinh nổi tiếng nhất tại châu Âu đã mở cửa. Vào thời điểm giữa tháng 11, là lúc những phiên chợ giáng sinh sẽ được tổ chức trên khắp châu Âu, thu hút nhiều người dân địa phương cùng với du khách. Những ngôi chợ giáng sinh lần đầu xuất hiện ở nước Đức và vùng đông bắc của nước Pháp từ cuối thế kỷ thứ 14. Kể từ đó cho tới nay, các ngôi chợ giáng sinh trở thành nét văn hóa truyền thống đặc sắc của hầu hết các nước châu Âu và được phổ biến đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Sau đại dịch Covid-19, các khu chợ giáng sinh tấp nập người mua kẻ bán và rực rỡ ánh đèn dần dần quay trở lại. Các ngôi chợ này thường được ví như những xứ sở thần tiên, trở thành địa điểm du lịch mơ ước của nhiều du khách. Pasto là một thị trấn nằm ở phía bắc của Conwa, Anh quốc. Theo đó thì các ngôi chợ giáng sinh tại Pasto chỉ diễn ra trong 4 ngày đầu tiên của tháng 12, tập trung vào việc phục vụ ẩm thực địa phương như là món phô mai ăn kèm với cá hun khói. Ngôi chợ Giáng sinh Tuomarimaki nằm ở thủ đô Helsinki của Phần Lan là khu chợ lâu đời nhất được đánh giá mang đậm phong cách của Bắc Âu, chuyên cung cấp các loại hàng hóa cổ điển và tái chế. Những mặt hàng được mua nhiều nhất tại nơi này hầu hết là những đồ thủ công mỹ nghệ vì chúng được tạo ra vô cùng tinh xảo và có phẩm chất rất tốt còn ngôi chợ giáng sinh tại thành phố cảng Savilla của tây ban nha tràn ngập các lễ hội trong đó phải kể đến hội chợ thủ công sáng tạo địa điểm tham quan này nổi tiếng với sản phẩm về đồ da nến sáp và các món ăn truyền thống đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin hoa kỳ